quý khán giả đang đến với chương trình Điểm tin của buổi sáng ngày cuối tuần, ngày thứ Sáu, ngày 6 tháng Giêng năm 2023. Phương Thảo và chú Trương Tất Tiến gửi lời chào đến quý vị xem đài cũng như là quý khán giả của hai miền Nam Bắc Cali trên hệ thống âm thanh VNTV 57.3, 16.10 và 26.9. Và gửi lời chào đến chú Trương Tất Tiến. Xin chào Phương Thảo, xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, ngày này năm xưa năm 1933, mùng 5 tháng Giêng năm 1953 thì bắt đầu khởi công xây dựng Golden Gate Bridge. Chúng ta biết đây là một cái công trình lịch sử của nước Mỹ và cũng là một cái trung tâm điểm của cả thế giới. Mặc dù nó không có coi là lớn nhất, khổng lồ nhất, vĩ đại nhất, nhưng mà nó là một cái công trình kinh khủng nhất. Tại vì nó được làm bằng treo trên dây cáp, thưa quý vị. Tức là cái sinh mạng của tất cả những người mà worker nó treo lửng lơ ở trên mặt biển, thưa quý vị. Người ta bắt cái sợi dây cáp từ đầu núi này sang đầu núi kia, xong rồi thả lưới xuống để cho các công nhân đứng ở trên đó buộc mình vào dây cáp đó mà làm việc. Rất nhiều người đã đốt xuống biển, thưa quý vị, từ không thể nào mà có thể giữ được trước sóng gió mạnh như thế, vậy mà người ta vẫn có thể tiến hành cái công trình được, thưa quý vị. Thật sự ra thì cái công trình này đã được đề nghị từ năm 1849. Ngoài đó người ta không có tiền là một, thứ hai là không có kinh nghiệm, thứ ba là không có cái kỹ thuật. Cho nên người ta chưa biết làm thế nào để có thể mà thực hiện được cái cầu này. Thì mãi cho đến về sau này chúng tôi vừa thưa quý vị đó là tới ngày 1933 đó, sau khi đi xin tiền, vay tiền, bán công cổ phiếu, làm đủ ở các để có thể tiền có tiền để xây dựng cái này thì ta bắt đầu khởi công vào cái ngày như chúng tôi vừa thưa quý vị của ngày tháng Giêng. Và cái cây cầu này là một cái biến cố lịch sử làm cho cả nước Mỹ đã rất là hãnh diện trong suốt thời gian như là mấy trăm năm vừa qua, thưa quý vị. Vì không có một công trình nào có thể sánh bằng công trình của Golden Gate Bridge, với rất nhiều sinh mạng đã bị chết, đã bị thương tật trong khi đi làm cái công trình này. Và chúng ta biết cầu Golden Gate bây giờ hàng năm đón du khách tới không biết bao nhiêu triệu người tới để chiêm ngưỡng công trình vĩ đại này, thưa quý vị. Và chúng tôi cũng tiếp theo cái bản tin của Hoa Kỳ nói về cái vấn đề mà cũng đang rất là nóng bỏng tại Hoa Kỳ hiện tại, khi mà vấn đề mà Chủ tịch Hạ viện ở Hoa Kỳ vẫn còn chưa có một cái chiếc ghế đó đang rất là rệt trống. Xong khi là cái cuộc bầu cử lần thứ 11 cũng đã diễn ra rồi và ông McCarthy lại tiếp tục fail thêm một lần nữa, coi như là vẫn là thất bại. Khi mà 20 thành viên của Đảng Cộng Hòa vẫn coi như là từ chối để mà bỏ phiếu ủng hộ ông. Trong vòng 3 ngày qua coi như là ông liên tiếp thất bại, và trong khi đó là cựu Tổng thống Trump rồi coi ông Elon Musk cũng đã lên tiếng ủng hộ, mọi người hãy ủng hộ cho ông McCarthy để có thể trở thành tân chủ tịch Hạ viện. Nhưng mà cũng không có được như vậy. Hiện tại thì ông có thể giành được khoảng hơn 200 phiếu thôi, vẫn còn thiếu rất là nhiều, phải đủ 218 phiếu thì mới bắt đầu có thể vào cái chức chủ tịch Hạ viện. Và trước đó ông từng là đứng ở phe thiểu số của Hạ viện, và sau khi là bắt đầu là chạy đua để có thể kế nhiệm bà Nancy Pelosi ở cái cương vị mà chủ tịch Hạ viện. Đây là một trong những cái vị trí rất là quan trọng trong cái vấn đề mà có thể thay thế cho tổng thống sau này. Và cái vòng bỏ phiếu này, một trong những cái người ứng cử viên của phe Dân Chủ là Hakeem Jeffries đã giành được lên đến là 212 phiếu, nhưng mà cũng không đủ cái số phiếu đó để mà có thể chiến thắng, vẫn còn thiếu 6 phiếu. Thì tại cái vòng bỏ phiếu thứ 11 này, một trong những người nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hòa là ông Matt Gaetz, ông cũng đã từ chối ủng hộ cho ông McCarthy, nên là ông McCarthy không đủ cái số phiếu đó. Nhưng mà một trong những cái điều rất là đặc biệt khi mà ông ủng hộ để mà đưa ứng cử viên lên cái chức chủ tịch Hạ viện là cựu tổng thống Donald Trump để mà có thể bỏ phiếu như vậy, thì đây là một trong những cái sự kiện rất là đáng nói. Mặc dù là có sự ủng hộ rất rất là nhiều từ phó tổng thống Mike Pence, nhưng mà ông vẫn không có giành được, ông McCarthy vẫn không giành đủ được cái số phiếu. Và đây là một trong những cái sự kiện coi như là qua 10 vòng bỏ phiếu đã thất bại, thì đánh dấu một cái cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện đã kéo dài nhất trong cái lịch sử của Hoa Kỳ, bắt đầu từ năm 1859 như vậy. Thì cái cuộc bỏ phiếu vào thứ 12, lần thứ 12 sẽ bắt đầu trưa ngày hôm nay theo cái giờ East Time của New York. Bây giờ là trong cái buổi tin bản tin buổi sáng thì chúng tôi cũng chỉ gửi được những cái bản tin như vậy thôi. Thì chúng tôi sẽ theo dõi về cái vòng bỏ phiếu thứ 12 như thế nào để mà có thể gửi tin đến tiếp theo cho quý khán giả. Thưa quý vị, xin tiếp theo một vài chi tiết nhỏ về vấn đề mà bỏ phiếu mà Phương Thảo trình bày quý vị. Thứ nhất là cần phải 222 phiếu mới được tăng cử, mà bây giờ có tới hơn 20 người
chống đối, hai người chồng người thuộc về Cộng hòa chống đối, họ họ làm một cái band gọi là band 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 Rebellion Band, một cái bang là bang phía lại phản động chống lại, nhất định không chịu bỏ phiếu cho McCarthy. Trong khi đó thì còn là bỏ ủng hộ cho một số người khác, trong đó có tổng thống Donald Trump. Phương Thảo vừa trình bày quý vị. Cái thứ hai, một cái một chi tiết nữa cũng cần được ghi nhận là McCarthy vẫn tuyên bố là không có chịu đầu hàng và tiếp tục đi vận động hành lang với tất cả những dân biểu khác. Thì ông có nói rằng là tôi bò trước khi tôi đi và tôi đi trước khi tôi chạy và tôi tin là tôi sẽ thắng. Tức là ông ấy nói một cái vấn đề rất là cẩn thận về kỹ thuật của ông, là chậm chậm và chắc, nhưng không biết là ngày mai kết quả như thế nào. Thưa quý vị, chắc chắn là Thương Thảo sẽ lại trình bày về kết quả sau. Đây là một cái sự kiện lịch sử cho thế này, tất cả những người dân biểu mà mới đắc cử không được không được chưa được chỗ, tại vì chưa có ông, chưa có chủ tịch hạ viện hay chưa được tuyên thệ. Thưa quý vị, đó là một vài chi tiết mà chúng tôi xin gửi quý vị về cái vấn đề bỏ phiếu. Bây giờ cái tin chính thức ngày hôm nay, tức là Somalia bị bom và cả gia đình 9 người bị chết. Thưa quý vị, chúng ta biết là cái nhóm mà ISIS nó vẫn còn tồn tại. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì thật sự ra là nó đã coi như là tan lụ rồi, nhưng mà những cái dư đảng của nó vẫn còn hoạt động ở đó để cố gắng lấy tiếng, tại vì bọn chúng không phải là người ta, mà nó là một thứ ma quỷ hiện hình, chỉ muốn giết thôi. Thì bây giờ không có làm đánh lớn được, có đánh nhỏ, nó cứ bỏ bom, pháo kích, xin lỗi, không có pháo kích được nữa, là cứ thả bom xong rồi đặt chất nổ để giết người ta, chơi gây tiếng vang mà thôi. Nên là thật sự tai nạn rất là lo lắng, cả gia đình 9 người đều chết hết trong một cái vụ vừa mà đặt bom xe này. Thưa quý vị, và trong tương lai còn nhiều nữa, trước là còn nhiều vụ nữa, những cái vụ mà xảy ra trước đây trong Mogadishu đã làm ít nhất 100 người chết. Thưa quý vị, rất là đau buồn trước những con người mà có tính thú tính như thế. Và phần tiếp theo là bản tin của Hoa Kỳ, khi mà mới đây thì chính quyền của Tổng thống Joe Biden cũng đã ra một cái nói rằng là sẽ có một cái điều chỉnh chính sách nhập cư khi mà cái vấn đề mà áp lực về cái làn sóng di cư đã gia tăng tại cái vùng biên giới phía nam của Hoa Kỳ với là Mexico. Thì trong một cái cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc trong ngày hôm qua ngày 5 tháng Giêng thì Tổng thống Joe Biden nói rằng là Hoa Kỳ chỉ có thể tiếp nhận khoảng 30.000 người di cư mỗi tháng từ những nước như là Cuba, Nicaragua, Haiti và Venezuela vào Hoa Kỳ bằng con đường hàng không. Và đồng thời cũng trong mỗi tháng đó thì Washington sẽ trục xuất là 30.000 người nhập cư bất hợp pháp đến từ những cái nước, cũng là những cái nước mà kể trên, đến Hoa Kỳ thông qua bằng cái con đường biên giới với Mexico. Thì những cái chính sách mà chỉnh sửa đã được chính quyền Tổng thống Joe Biden để đáp trả với những cái chỉ trích từ những cái đảng viên Cộng hòa, khi mà cái số người nhập cư mà qua cái con đường biên giới giữa Hoa Kỳ, Mexico đã cao kỷ lục trong rất nhiều tháng vừa rồi. Thì những cái sửa đổi cũng để nhằm xoa dịu những cái đảng viên thuộc đảng Dân Chủ và những người ủng hộ cho cái chính sách nhập cư của ông. Và đây cũng là một trong những cái phần nỗ lực của chính quyền Tổng thống Joe Biden để ngăn chặn cái người vừa nhập cư vượt biên cao kỷ lục, và cũng để giải quyết những cái thách thức về mặt chính trị, nhân đạo đang cũng đeo bám ông khi mà ông đã bắt đầu có nhậm chức tổng thống từ năm 2021 cho tới bây giờ. Thì những cái giới chức tại biên giới của Mỹ, Mexico cũng đã nói cho biết rằng là cái tháng 11 của năm vừa rồi 2022 thì tiếp xúc với khoảng là 82.000 di cư, người di cư từ Cuba, Nicaragua, Haiti và Venezuela cũng đang cố gắng để vượt biên giới vào Mexico và di cư trái phép vào Hoa Kỳ. Thì đây là một trong những cái chính sách mới của chính quyền Tổng thống Joe Biden về cái vấn đề mà nhận người di cư cũng như là trục xuất người di cư. Thế thì có hai cái tin ngắn chúng tôi phải thưa ngay về vấn đề dân biểu và ấy. Thì cái tin thứ đó là một dân biểu, một dân chủ vừa mới đi đắc cử xong đã bị xe đụng và chết, Connecticut. Thưa quý vị, ông là mới 39 tuổi, việc rất là xung động, người da đen, William, Quentin William vừa bị tai nạn đụng xe ngược chiều và chết ngay tại chỗ. Thưa quý vị, đó là tin vừa thứ nhất, ông này chưa kịp để hoạt động gì cho các tiểu bang của mình yêu quý. Cái thứ hai là một cái người
mà cũng sắp sửa ra để mà đảm nhận chức vụ dân biểu, nhưng mà dân biểu liên bang đó. Mà ông này quái đản đó, ông này ông sẽ trình diện sau khi mà nó có speaker rồi thì ông sẽ mặc đồ comic, ông sẽ mặc đồ phi phi hành và mặc đồ những tay mà kêu là trong cái phim phim tưởng tượng, phim giả tưởng, và ông nói là tôi rất là thích comic, tôi sẽ mặc cái bộ đồ đồng phục đó comic ở tôi đấy trình diện hạ viện để mà nhận chức dân biểu, tuyên thệ là một dân biểu liên bang. Thế vậy thì đây là có một con người đầu óc cũng hơi kỳ quặc. Thế vậy Và chúng tôi quay sang cái bản tin về vấn đề của Ukraine cũng như là Nga, thì mới đây thì Ukraine cũng đã lên tiếng từ chối về cái lệnh ngừng bắn theo đề nghị từ phía của Nga đã đưa ra. Trong khi đó thì Tổng thống Nga Vladimir Putin ông cũng đưa ra một cái lệnh gọi là tạm thời ngừng bắn trong 1 ngày rưỡi, từ ngày 6 cho đến ngày 7 tháng Giêng. Đây là một trong những cái thời điểm gọi là lễ Giáng sinh của chính thống giáo của thuộc về phía của Nga, nhưng mà Kiev cũng đã khước từ về cái lệnh này. Thì theo như là cố vấn của văn phòng tổng thống Ukraine cũng đã nói rằng là cái điều kiện chính để đưa ra cái lệnh ngừng bắn và đình chiến là quân đội Nga phải rút khỏi hoàn toàn lãnh thổ của Ukraine. Ukraine sẽ không có xem những cái điều khiển khác đã diễn ra. Hiện tại thì Nga vẫn chưa có đưa ra cái lời bình luận về cái lập trường của Kiev, và hiện tại cũng chưa rõ rằng là Nga có đơn phương tuân thủ về cái lệnh ngừng bắn này hay không. Thì trước đó thì Tổng thống Nga Vladimir Putin ông cũng đã ra lệnh ngừng bắn tạm thời tại Ukraine nhân cái dịp lễ Giáng sinh của chính thống giáo, nhưng mà thông báo chính thức từ Điện Kremlin cũng đã yêu cầu đưa ra là dựa theo đề nghị của người đứng đầu nhà thờ chính thống Nga. Thì cái văn bản này đã được đưa ra và nhấn mạnh cho thấy rằng là về cái thực tế số lượng người mà theo cái đạo chính thống đang sống tại những cái khu vực xảy ra chiến tranh là Ukraine và Nga, thì chúng tôi kêu gọi phía Ukraine tuyên bố ngừng bắn và cho những người theo đạo cơ hội tới nhà thờ để dự lễ. Và cái thông báo cũng cho biết rằng là cái lệnh ngừng bắn sẽ kéo dài bắt đầu từ 12 giờ trưa ngày 6 tháng Giêng cho đến 24 giờ ngày 7 tháng Giêng theo giờ địa phương. Là có 1 ngày rưỡi, nhưng mà Ukraine cũng đã bác bỏ về cái lệnh này. Thì không biết là cái sự việc nó sẽ tiến triển như thế nào về cái vấn đề mà của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra, thì chúng tôi sẽ gửi tiếp tin cho quý khán giả. Và tới đây thì xin kính mời quý vị hãy giữ hệ thống băng tần VnTV và đến với một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Chúng tôi sẽ quay trở lại phần điểm tin. Xin cảm ơn. Giờ vẫn đang dùng hệ thống bằng tầng VnTV và vẫn đang xem chương trình điểm tin của buổi sáng ngày cuối tuần. Và chương trình này cũng hân hạnh được bảo trợ bởi tiền mặt Miley với các loại vàng bạc nữ trang và trang sức và nhiều shipping đến tận nhà quý vị với các loại thẻ Visa Mastercard. Xin hãy đón xem chương trình live show trực tiếp của Miley trên hệ thống bằng tầng VnTV cũng như là trên kênh YouTube Miley Diamond Show vào mỗi thứ ba hàng tuần từ 1 giờ cho đến 3 giờ trưa để chọn lựa ra những sản phẩm mà quý vị yêu thích. Xin kính mời. Chúng tôi xin phép quay trở lại phần điểm tin. Thưa quý vị, Tổng thống Zelensky vừa mới đọc một thông điệp gửi tới dân Nga, nói rằng là Putin sẽ gây chiến tranh cho đến khi nào mà anh ta chết, tức là until the end of his life. Putin là ông ta nói rằng là Putin không phải là gây tranh với các bạn đâu, không phải gây tranh với NATO, không phải gây tranh với tất cả những dân tộc trên thế giới, mà hắn chỉ gây chiến tranh để mà hắn được duy trì lực cho tới ngày cuối cùng của đời của hắn mà thôi. Chúng ta ông nói là chúng ta đã nhìn thấy rõ ràng cái cuộc chiến này đã không có đi tới đâu cả, và Putin chỉ muốn là giết chóc. Nhưng mà trong khi đó thì ông ta nguyên văn của Zelensky nói là Russian Rear, tức là lãnh tụ của Nga đó, thì núp mình đằng sau những cái troop, những cái quân đội núp mình sau những cái hỏa tiễn, núp mình sau bức tường của cái nhà của ông ta và cái cung điện của ông ta, và núp đằng sau dân chúng ông ta. Ông ta núp vào đằng sau các bạn, và nghĩa là đốt cháy cái quốc gia của các bạn, cũng như là đốt cháy cái tương lai các bạn, không bao giờ là có thể là tha thứ cho cái lỗi lầm này được. Thưa quý vị,
thì Zelensky nói là hầu hết tất cả những cái hỏa tiễn của Russia đó thì đã bị ngăn chặn lại bởi cái lực lượng phòng không của Ukraine. Do đó thì ông ta nói là cái cuộc chiến này sẽ không đi về đâu cả, nhưng mà chỉ là cách duy trì cái cho đến khi mà cái mạng sống của Putin chấm dứt mà thôi, thưa quý vị. Chúng tôi quay sang về cái bản tin của Hoa Kỳ đối với thế giới, khi mà cái vấn đề mà Hoa Kỳ nói rằng là sẽ đổi về cái cách viết tên của Thổ Nhĩ Kỳ để không có tránh một cái sự nhầm lẫn với chữ Turkey là con gà Tây. Thì trong mỗi cái dịp lễ Giáng sinh thì chúng ta cũng đã thấy ở Hoa Kỳ. Thì theo như là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã có một cái sự xác nhận trong cái ngày hôm qua là nói rằng là sẽ đổi cái tên Turkey sẽ thành là Turkey. Thì người phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết rằng là Đại sứ quán của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã yêu cầu phía bên Hoa Kỳ sử dụng cách viết là Turkey trong các văn bản chính thức của chính phủ, và Washington cũng đã sử dụng cái cách viết mới này trong những cái vấn đề giao tiếp và hợp tác song phương giữa hai nước với nhau. Thì theo như những người giới chức của Hoa Kỳ cũng cho biết rằng cái cách gọi cũ Turkey này sẽ không có bị cấm trong cái cách giao tiếp hàng ngày, nhưng mà cái cách viết cũ sẽ phổ biến hơn hiện tại và có thể nói rằng là có thể là phát triển sự hiểu biết giữa hai nước với nhau. Và chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ là cũng từ rất là lâu thì đã không rất là muốn đổi tên cái quốc gia của mình, khi mà có một cái sự trùng hợp với một cái loại gà Tây trong cái tiếng Anh khi mà để thành chữ Turkey như vậy. Và đây là một trong những cái vấn đề gây rất là nhiều cái phiền phức trong cái cuộc đàm phán với luật quốc tế, theo như là lời của Tổng thống của Hoa Kỳ cũng đã nói. Và thậm chí còn nói rằng là cái chữ Turkey này còn được hiểu theo cái nghĩa là có nghĩa là ngớ ngẩn nữa trong một vài cái ngữ cảnh đã được diễn ra. Thì cho đến năm ngoái, năm 2022, thì đầu năm thì Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã được đề nghị đổi cái tên của mình, tên là Turkey, tại những cái diễn đàn và tổ chức của quốc tế cũng như là tại Liên Hiệp Quốc và NATO, và tất cả các nước của thành viên trong Liên Hiệp Quốc cũng như khối NATO cũng đã đồng ý về cái cách đổi này. Và bây giờ tiếp tục theo là Washington cũng đồng ý về cái cách đổi mới của Thổ Nhĩ Kỳ. Thì sau này nếu mà chúng ta có thấy là cái chữ viết, cái cách viết tên gọi viết mới của Thổ Nhĩ Kỳ có một cái tên là nó không phải giống như cái thường trực mà chúng ta hay nghe, hay dùng và hay quen miệng để mà gọi, thì cũng hiểu cách là mình đã chấp thuận, Hoa Kỳ cũng đã chấp thuận với cái cách mới này của Thổ Nhĩ Kỳ. Thưa quý vị, chúng ta biết là bên các nước về Trung Đông đó, tất cả mọi cử chỉ biểu hiện trên mặt, trên tay đều là những cái dấu hiệu cho biết rằng là cái người đó suy nghĩ gì. Thành ra tất cả những vấn đề mà bắt tay, bắt chân hay là chào hỏi, mừng hay nhếch nụ cười đều là có ý nghĩa cả. Nhưng mới đây có một cử chỉ mà ta rất là ngạc nhiên, đó là ông Ngoại trưởng của Israel, Itamar Ben-Gavir, và ông Ngoại trưởng của United Arab Emirates, hai người có thể lại bắt tay nhau bằng cách rất là thân thiện. Cái cử chỉ này trước giờ chưa bao giờ có. Tức là flop cái tay, không biết là trong cái chữ này nó dùng danh từ cái là flop the hand, có thể là bắt tay hay là flop hay như thế nào đó chưa, không có chi tiết rõ ràng, nhưng chỉ nói là cái cử chỉ này làm cho mọi người rất là ngạc nhiên, bởi vì đây là một sự thân thiện và phải nói rất đặc biệt. Thưa quý vị, đây trong cái hình ảnh đây là cái đụng của chó, thưa quý vị, đó đụng của chó đó, cái này là flop the hand. Thì cái hình này chứng tỏ là có một cái sự thay đổi rất là lớn giữa quan hệ giữa hai nước thù địch nhau từ nhiều năm, từ nhiều thế kỷ này, thưa quý vị. Thì mong rằng thân loại sẽ chứng kiến những ngày bình an được một chút xíu, nghĩa là đỡ được chừng nào hay chừng đó, chứ còn chiến tranh vẫn liên miên tàn khốc, vẫn tiện giết dốc con người mà cách tàn bạo trên khắp mọi nơi trên mặt đất. Và chúng tôi quay sang về cái bản tin của Mexico, khi mà mới đây là Mexico cũng đã loan báo ra cho thấy rằng là bắt một người con trai của trùm ma túy El Chapo có tên là Ovidio Guzman trước khi mà chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden đến đây. Thì Bộ trưởng Quốc phòng của Mexico cũng đã thông báo rằng là người con trai Ovidio Guzman đã bị bắt tại thành phố Culiacán, phục tiếp Tây Bắc của Mexico. Nhưng mà người con trai này có tên thật là Juan Vin Guzman cũng đã bị áp về thủ đô của Mexico trên máy bay quân sự. Và Ovidio Guzman có biệt danh là El Ranton, 32 tuổi. Theo như cơ quan điều tra của Mexico nói rằng là anh ta đã hỗ trợ vận hành cái mạng lưới
ma túy của ông trùm El Chapo sau khi mà El Chapo đã bị bắt và dẫn độ sang Hoa Kỳ vào năm 2017. Và hiện tại thì khoảng Bộ Quốc phòng của Mexico mất khoảng 6 tháng để có thể truy bắt lại cái gọi này là ông trùm con của El Chapo. Và chính phủ Hoa Kỳ cũng đã treo thưởng tối đa là 5 triệu Mỹ Kim cho vấn đề mà cung cấp thông tin bắt thành công Ovidio Guzmán. Và theo như là cơ quan phòng chống ma túy của Hoa Kỳ cũng đã nói rằng là El Ranton đã giữ một cái vai trò rất là quan trọng trong cái băng đảng Sinaloa tại Mexico như vậy. Và hiện tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng chưa có đưa ra một cái lời bình luận về hai người con trai của El Chapo cũng đã trực tiếp về quản lý cái công việc phòng chế xuất ma túy tại tiểu bang Sinaloa và phân phối ma túy cần sa một cách bất hợp pháp ở Hoa Kỳ. Nhưng mà theo như cáo buộc thì cho thấy rằng là El Ranton đã chỉ đạo là phải thủ tiêu một số người có liên quan về cái tổ chức này hoặc là có thể liên lạc với cá nhân của anh. Và sau khi mà cái vụ bắt cái anh chàng elder con trai của El Chapo thì đã xảy ra một cái vụ nổ súng tại thành phố Culiacán cũng như phóng hỏa và khiến cho khoảng 18 người bị thương. Và chính phủ quyền cũng phải đóng cửa tạm thời trường học và hoãn tất cả những cái sự kiện đang được tổ chức vì lý do an ninh như vậy. Và đây là một trong những cái vụ việc mà bắt được người con trai của El Chapo trước cái chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden tới Mexico trong một cái hội nghị thượng đỉnh của Bắc Mỹ được tổ chức tại đây, Mexico City, vào trong tuần sắp tới. Và lực lượng an ninh Mexico đã cho biết cái tin này là Ovidio Guzmán vào năm 2019 cũng đã bị bắt tại Culiacán, nhưng mà sau đó có những cái phản ứng rất là quyết liệt và đã được thoát ra, và chính quyền Mexico bắt buộc phải thả anh ngay cái thời điểm đó để có thể bảo vệ sinh mạng của người dân thành phố ở thời điểm đó. Thì theo như là ngoại trưởng của Mexico cũng đã nói rằng là cái quá trình dẫn độ Ovidio Guzmán sang Hoa Kỳ sẽ khó có cơ hội để mà có thể đẩy nhanh cái tiến độ được, mà cần phải theo đúng những cái trình tự quy trình tư pháp tại thành phố Mexico như thế nào đó thì mới bắt đầu chuyển về được, chứ không phải giống như là cái vụ của El Chapo. Thì cái sự việc sẽ như thế nào thì chúng tôi cũng sẽ theo dõi để mà gửi tiếp theo cho quý vị. Thưa quý vị, tiếp theo tin mà Phương Thảo đã trình bày về vấn đề quốc hội đang bị do là trở ngại vì block, tức là không có một cái tiến triển gì hết á, thì người ta có đưa ra một số danh sách cái trường hợp mà McCarthy rút lui. Nhưng mà cái vấn đề này cũng còn khó, để như chúng tôi vừa thưa quý vị, McCarthy vẫn đang tuyên bố chiến đấu đến cùng. Như chúng tôi xin lặp lại câu là tôi bò trước khi đi và tôi đi trước khi tôi chạy, tức là chứng tỏ là mình rất là vững vàng. Nhưng mà tuy nhiên biết đâu những cái sự kiện mà đặc biệt xảy ra là bây giờ thì có thể là McCarthy không thể thắng được, tại vì mới có 200 cần phải ít nhất là 218 phiếu của bên Cộng hòa, nhưng bây giờ này vẫn còn 208 phiếu. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 100 năm của Hạ viện chưa bao giờ xảy ra. Thì ta đặt ra một giả thuyết là sẽ có một số những người có thể thay thế McCarthy. Cái thứ nhất chúng tôi đọc tên rất là nhanh là Steve Scalise, bên tức là Louisiana. Thứ hai là Jim Jordan ở Ohio. Thứ ba là Elise Stefanik, bà này cũng thứ dữ lắm á, là New York. Thì đó là mấy người đứng đầu cái sách, rồi tới nữa là Byron Ronald của Florida. Còn lại ngoài ra còn mấy người khác thì không có được bao nhiêu phiếu hết, ngay cả đến ông dân biểu Fleck đã lấy tên mà cựu thống Donald Trump ra, tại vì cái luật cho phép có thể đề cử một người ở bên ngoài không cần phải là nghệ sĩ mà có thể làm chủ tịch hạ viện được. Thì có đưa ra tới mấy lần đưa tên của tổng thống Donald Trump ra, nhưng người ta hỏi tại sao ông lại đưa tên một cái người mà không có chắc thắng. Ông nói tôi đưa tên này chỉ để phá bác tiền mà thôi. Đó là cái ý kiến của ông. Thưa quý vị, chúng ta chờ sang ngày mai xem, là chờ xem có hy vọng để quốc hội có thể hoạt động một cách hữu hiệu lực. Thưa quý vị, dạ, và cái vấn đề này thì Hoa Kỳ vẫn tiếp tục treo giải thưởng lên đến 10 triệu Mỹ Kim để bắt một cái người thủ lĩnh của Al-Shabaab. Thì Bộ Ngoại giao cũng đã đưa cái thông tin này và cái nhóm thủ lĩnh Al-Shabaab cũng đã có những cái cuộc tấn công vào một căn cứ không quân tại Kenya vào năm 2020 và khiến cho 3 người dân của Hoa Kỳ cũng đã phải thiệt mạng. Thì trong một cái tuyên bố được đưa ra thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng là sẽ trao thưởng cho cái người cung cấp những cái thông tin dẫn có thể bắt được và kết án Malim Ayman
là người đứng đầu của nhóm Jas Ayman thuộc về Al-Shabaab, và Ayman cũng đã lên cái kế hoạch cho cái cuộc tấn công vào tháng giêng của năm 2020, sự việc vừa kể trên. Thì từ năm 2008 thì Hoa Kỳ cũng đã liệt Al-Shabaab tại Somalia vào danh sách khủng bố. Thì lực lượng này cũng đã phủ nhận là cái tấn công tại sân bay Manta Bay ở bờ biển phía bắc của Kenya. Nhưng mà theo như những cái giới chức cũng đã nói rằng là cái cuộc thực hiện đột kích trước Bình Minh và cũng như là giết những người công dân Hoa Kỳ và phá hủy nhiều máy bay là Jas Ayman. Và Hoa Kỳ cũng đã có một cái sự hợp tác rất là chặt chẽ với Kenya cũng như là chính phủ Somalia để có thể đối phó với lại nhóm Al-Shabaab này. Và những cái tháng gần đây thì Liên minh châu Phi và Hoa Kỳ cũng đã tiếp tục trấn áp Al-Shabaab và thu kẹp về cái vấn đề mà hoạt động của cái nhóm này tại Somalia. Thì đây là một trong những cái giải thưởng rất là quan trọng để mà có thể bắt được cái người thủ lĩnh của Al-Shabaab. Thưa quý vị, một cái tên cũng ngộ ngộ là tên là bánh mì. Chúng ta biết là người Việt Nam ta mê bánh mì lắm. Nhất là bánh mì, chúng ta là bánh tây ấy. Chúng ta ăn từ bé rồi, quen rồi, ăn từ hồi mà còn thuộc địa đó, thì quen bánh mì mà bánh tây đó. Hồi đó cái vị bánh tây rất là ngon. Rồi bây giờ cái vụ bánh tây, bây giờ chúng ta biết là đang gặp trở ngại ở bên Tây. Thưa quý vị, chúng ta biết ở bên Tây đó, người ta đi làm á, người ta đi làm á, nhiều khi chúng ta thấy có những người mặc áo vest không lê đó, sách cặp tác mà cho nó tòng tèng mà ổi mì. À, bánh mì ta ăn buổi sáng thế là xong, hoặc ăn buổi trưa luôn. Ổi mì dài này chắc là ăn hai bữa, thưa quý vị. Mà mặc công lê ra bát, các cô lịch sự cũng sách thêm ổ bánh mì dài lòng thòng. Bây giờ cái vấn đề trở ngại là vấn đề tăng giá bánh mì. Vì cái người những người làm bánh mì bây giờ họ phải trả tiền điện rất là cao, họ phải tăng giá lên. À, một bánh mì bây giờ tới 3 euro lần, nặng quá. Đấy, nhiều người họ đang kêu gào nó phải bỏ cái giá đi, hoặc là chính phủ phải trợ cấp sao chứ giá bánh mì lên như vậy thì không mua nổi. Trong khi đó là một số người bảo nếu giá bánh mì lên tới 3 euro một bánh mì là tôi làm bánh lấy tôi ăn mì, tôi không đi mua chợ nữa, không chợ mua nữa. Thì đây là một vấn nạn của nước Pháp. Chúng ta thấy từ từ rồi ảnh hưởng sang bánh tây ở bên Hoa Kỳ. Nhưng mà tôi hy vọng bánh tây Hoa Kỳ cũng vẫn giữ giá, chứ mà lên giá 3 euro là bao nhiêu, 3 euro là đây gần 5 đồng ổi mì này thôi, thua chào thua, không ăn, bye bye. Nó không thua thật mà có thể mua một cái ổ bánh mì như vậy. Và tiếp theo thì chúng tôi cũng xin kính mời quý vị hãy giữ hệ thống băng thường VNDTV và đến với một vài cơ sở thương mại để bảo trợ cho chương trình, và chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại phần điểm tin. Xin cảm ơn. Cảm ơn quý khán giả vẫn đang giữ hệ thống băng tần VNTV và vẫn đang xem chương trình Điểm tin của buổi sáng ngày cuối tuần. Và chương trình chúng tôi cũng xin kính mời quý khán giả đến với phần bảo trợ của Trung tâm Y tế Michael Đào. Thời điểm để quý vị đổi sang các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Đa khoa Michael Đào. Bác sĩ Michael Đào, bác sĩ Kim Trịnh, bác sĩ Daniel Lương, bác sĩ Quang Bình, bác sĩ Hưng Quảng hay bác sĩ Đại Nghiêm. Trung tâm Y tế Đa khoa Michael Đào trân trọng thông báo. Và chúng tôi cũng xin phép quay trở lại những phần điểm tin còn lại trong ngày. Đây là một trong những cái bản tin đến từ Iran cho thấy rằng là cái vấn đề mà Iran đóng cửa cái viện nghiên cứu của Pháp tại Iran để nhằm phản đối về cái tờ tạp chí Charlie Hebdo đã đăng một cái loạt hình biếm họa về cái lãnh tụ tối cao của Iran. Khi mà Bộ Ngoại giao Iran cũng đã ra một cái thông cáo nói rằng là xem về những cái mối quan hệ với Pháp và cái khả năng có thể tiếp tục hoạt động văn hóa của Pháp tại đất nước của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ chấm dứt cái hoạt động của Viện Nghiên cứu Pháp tại Iran. Đây là một trong những cái phản ứng đầu tiên. Thì Viện Nghiên cứu Pháp ở Iran là thuộc về Bộ Ngoại giao của Pháp và là một cái viện khảo cổ và lịch sử được thành lập năm 1983 sau khi mà có sự sáp nhập giữa phái đoàn khảo cổ của Pháp tại Iran và Viện Iran học Pháp tại Tehran. Cái viện này nằm giữa thủ đô của Tehran. Và trước đó thì cũng đã bị từng đóng cửa rất nhiều năm và đã được mở cửa trở lại từ cái thời kỳ năm 2013 cho đến năm 2021 dưới thời của Tổng thống Hassan Rouhani. Thì cho thấy rằng là đây là một trong những cái dấu hiệu rất là tốt lên giữa hai nước. Nhưng mà Bộ Ngoại giao của Iran đã cho thấy
đã đưa ra một cái lời cảnh báo đối với khi mà Pháp phải đối mặt với cái hậu quả vì cái tờ tạp chí trào phúng Charlie Hebdo đã đăng cái loạt hình biếm họa về cái lãnh tụ tối cao Iran là Tehran Ali Khamenei. Và đây là một trong những cái hình ảnh trong cái cuộc thi do tạp chí đã được phát động vào tháng 12 vừa rồi. Và nói rằng là đây là một trong những cái hành động xúc phạm và khiếm nhã của tạp chí Pháp khi đăng những cái hình ảnh biếm họa nhằm vào tôn giáo và chính trị thì sẽ phải đối mặt với lại cái sự chống trả rất là quyết liệt. Và chúng tôi sẽ không cho phép chính phủ Pháp vượt quá giới hạn và chắc chắn là Pháp đã chọn sai con đường. Thì cuối ngày 4 tháng Giêng vừa rồi thì Bộ Ngoại giao của Iran đã thông báo triệu tập đại sứ Pháp tại Tehran là Nicolas Roach để mà có thể phản đối về cái vấn đề này. Thì đây là những cái tờ tạp chí mà chúng tôi cũng đã gửi và quý khán giả cũng thấy rằng là cái tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo tại Paris cũng đã từng bị những cái nhóm tay súng cực đoan tấn công khủng bố vào tháng Giêng của năm 2015 trước đó và làm cho 12 người cũng đã thiệt mạng, trong đó có tổng biên tập. Và sau khi mà đã xảy ra cái vụ việc về đăng cái tranh biếm họa về nhà cái tiên tri, cái thời điểm đó là nhà tiên tri Mohammed, được tin là một trong những cái người Hồi giáo gọi là sứ giả của Thượng Đế của Tehran, cũng đã bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và bây giờ tới là coi như là ông Khamenei, thì không biết là cái sự việc này sẽ như thế nào đây. Thì chúng tôi sẽ theo dõi tiếp để mà gửi tin cho quý khán giả. Thưa quý vị, trước khi sang bản tin thì chúng tôi xin bổ túc thêm một chút xíu về cái tin bánh mì bánh tây để chúng quý vị phải lo. Quý vị vừa nghe nói chết cha rồi, bánh mì nó lên giá. Thưa quý vị, nó hoàn toàn khác. Thưa quý vị, bánh tây ở bên Tây nó khác, bánh mì ở Mỹ nó khác, cái vị khác nhau, cái recipe nó làm khác nhau. Bánh tây kia nó ngon lắm, nó ngon tuyệt vời. Là nhớ những bánh tây ổ bự cắt ra ăn không chẳng cần ăn gì hết, rất là ngon mà no cả ngày. Còn bánh mì bên này nhiều cái chỗ bánh mì nó làm dẹp lép, cầm tay bóp cái nó bẹp lép rồi nó thành cái miếng dẻ luôn, chẳng ra gì hết trơn. Thành ra quý vị đừng lo nha, bánh mì cũng không thể tăng được, tăng cái là toàn cơm nguội thôi quý vị. Thưa quý vị, bây giờ một cái công ty mà chuyên môn làm fitness, chúng ta biết là cái máy treadmill đó là phải nói là rất cần thiết cho sức khỏe của mọi người từ trung niên trở lên. Thì mới đây nó bị phạt là 19 triệu đô la tại vì gây nhiều tai nạn quá. Chúng ta biết treadmill cũng phải dùng trong phòng mạch đó, mấy bác sĩ mà chữa bệnh tim thường thường có cái máy treadmill đó để vừa chạy và vừa người ta có thể trích một cái chất X quang vào trong người, trong theo dõi cho màn hình xem là khi mà chạy như vậy thì cái chất X quang nó sẽ chuyển động cho biết là cái tim mình có hư hỏng gì không. Bây giờ cái hãng làm cái này tên là Peloton nó là bị phạt là 19 triệu tại vì gây ra nhiều tai nạn. Đặc biệt là có một chuyện đau buồn là một đứa bé bị lôi vào cái đằng sau và chết. Còn là nhiều người bị lôi xuống và bị thương tật. Thưa quý vị, thì thật ra thì cái lỗi cũng không phải của cái máy treadmill, mấy cái máy loại này nó như thế nào. Chúng ta biết là chạy treadmill cũng là phải cẩn thận. Tôi dưới mắt tôi thấy ở trong cái phòng spa đó, một cái cô kia vừa chạy treadmill vừa quay lại nói chuyện với bạn bè là nó nhéo cái trượt chân té xuống khóc la sùm vậy đó. Lên trời cả bao nhiêu nhân viên phải chạy lại gỡ cô lên. Thì một anh thanh niên vậy không hả, để máy chạy xong anh nhảy lên, nó tự nhiên là máy nó vụt một cái là bật té ngửa ra thôi. Bây giờ cũng phải đứng lên tại chỗ rồi mới bật máy từ từ cho nó đi, tốc độ lên từ từ chứ không có lên nhanh được. Mà anh kia mà lên cái tốc độ nhanh mà lại ở ngoài nhảy lên cái thì chắc chắn là té. Anh ơi, chúng ta thấy cũng đổ tội cho máy là cũng tội nghiệp, nhưng mà chúng ta cần thiết những người nào lớn tuổi cần có thể đi treadmill, nên đi treadmill và đi chậm, không nên đi nhanh. Thì đã giữ sức khỏe cho quý vị là giảm là tất cả tiểu đường, cả mỡ, cả máu. Thưa quý vị, chúng tôi quay sang về lại bản tin của Hoa Kỳ. Mới đây thì tối cao pháp viện của tiểu bang South Carolina cũng đã đảo ngược về cái lệnh cấm phá thai 6 tuần. Đây là một trong những cái phán quyết nói rằng là cái luật này vi phạm về các quyền riêng tư theo như là hiến pháp của tiểu bang. Và cái tỷ lệ phiếu là 32 đã được quyết định đưa ra sau gần 7 tháng khi mà tối cao pháp viện của Hoa Kỳ cũng đưa ra về cái phán quyết vô hiệu hóa về cái quyền hiến định liên bang là có quyền để mà chấm dứt cái vấn đề mang thai. Thì theo như là người phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc là bà Karine Jean-Pierre đã cho biết ra trên một cái Twitter, một cái dòng tweet mà nói rằng rất là khích lệ trước phán quyết hôm nay của tối cao pháp viện South Carolina về cái vấn đề mà cấm phá thai vô cùng nguy hiểm của tiểu bang này. Và những người phụ nữ nên được quyền tự quyết định về cơ thể của mình. Và bà cũng nhấn mạnh như vậy.
Và với cái quyết định của tối cao pháp viện của South Carolina dựa trên hiến pháp riêng của tiểu bang để trao cho công dân có quyền riêng tư một cách rất là rõ ràng, không giống như là hiến pháp của Hoa Kỳ. Thì theo như là thẩm phán của tối cao pháp viện South Carolina cho biết rằng là cái quyết định để chấm dứt thai kỳ dựa trên những cá nhân và riêng tư ở một cái mức độ tối đa có thể nghĩ tới và đồng thời có liên quan đến quyền mang thai của người phụ nữ. Mặc dù rằng là cái quyền này không phải là tuyệt đối nhưng mà phải được cân bằng với cái lợi ích của tiểu bang trong vấn đề bảo vệ những mạng sống chưa có được sinh ra. Nhưng cái đạo luật này đã rất là hạn chế nghiêm trọng và có nhiều trường hợp cũng đã tước đi hoàn toàn cái mạng sống về cái vấn đề mà phá thai, là một trong những cái hạn chế vô lý đối với quyền riêng tư của người phụ nữ và do đó là vi hiến. Thì cái lập luận của bên thẩm phán tối cao pháp viện đã đưa ra như vậy. Thì những cái người mà lên tiếng bảo vệ cái vấn đề mà cấm phá thai nói rằng là cái quyền riêng tư tại tiểu bang chỉ áp dụng cho những cái người bị cáo hình sự khi mà có thể được bảo vệ khỏi cái vấn đề khám xét và thu giữ một cách bất hợp lý do hiến pháp quy định rõ về cái sự bảo vệ này. Nhưng mà cái lập luận này đưa ra cũng đã bị bác bỏ với cái quyết định của thẩm phán của tiểu bang South Carolina cũng như là hai thẩm phán khác về cái vấn đề về phía của đa số, bao gồm cả chủ tịch của tối cao pháp viện là Donald Petty cũng như là thẩm phán John Furr ở đây. Thì theo như là thẩm phán tối cao pháp viện thì nói rằng bất cứ một cái giới hạn nào đối với cái vấn đề phá thai là phải hợp lý và phải cho người phụ nữ đó có cái đủ cái thời gian để xác định rằng là cái vấn đề mà cái người phụ nữ đó họ mang thai cũng như thực hiện những cái bước hợp lý đó để có thể chấm dứt cái thai kỳ của mình. Là 6 tuần, đây là một trong những cái vấn đề khá đơn giản, nhưng mà đây không phải là một cái khoảng thời gian hợp lý để có thể hai cái điều đó được xảy ra. Và các phán quyết đã được đưa ra trong ngày hôm qua, ngày 5 tháng Giêng, và vẫn giữ nguyên cái lệnh cấm phá thai có hiệu lực của tiểu bang South Carolina đối với hầu hết tất cả những cái trường hợp phá thai sau 20 tuần đã xảy ra. Thưa quý vị, một cái tin quan trọng về về thời tiết. Thưa quý vị, theo các báo cáo của các nhà chuyên gia về thời tiết cho biết rằng là trong năm 2100 thì khoảng chừng 38% của glacier sẽ tan ra thành nước. Và như vậy kết quả ra sao thưa quý vị? Kết quả chúng ta nói ok, tan mà tan lúc giờ, hoặc là tụi chết rồi, hoặc là thế nào đó tôi không khe, con cháu tôi nó chẳng cần biết nó nước tan sao. Thưa quý vị, nếu mà băng hà mà tan ra thì nước biển dâng lên, và nước biển dâng lên thì sao? Sài Gòn sẽ mất, Hà Nội có thể chưa mất, Hải Phòng, Sài Gòn sẽ biến mất, chứ là nước biển. Thưa quý vị, nếu mà dâng lên cao, những cái thành phố ven biển của Việt Nam biến mất hết luôn. Những cái đảo này kia mà Côn Sơn, Phú Quốc này kia giăng hết, không còn nữa, không còn trên bản đồ nữa, không còn tranh chấp gì hết trơn nữa. Thành ra quý vị thấy là rất là nguy hiểm. Thành ra người ta yêu cầu quý vị thứ nhất là giữ làm sao cho đừng để cho địa cầu không nóng bằng nhiều thứ. Thưa quý vị, chúng tôi có thể diễn tả nhiều cái phương pháp mà chúng ta những nhà nghiên cứu cho biết rằng là thứ nhất là xài cái spray nhiều quá đó, nó cũng nguy hiểm khi mà cái xài mà không hết mà chúng ta cứ vứt ra thùng rác. Nó dồn lại đâu là nó xịt cái hơi lên trời, nó làm lũng cái ra rồi làm chất này bị rồi dầu hỏa xăng rồi đốt, rất là Indonesia là năm nào đốt rừng, đốt rừng mà người điên cũng đốt cả hàng triệu mẫu đốt để lấy than chơi, mà mỗi lần đốt như vậy là cái nhiệt độ tăng lên, cái dân nó trí kỳ cục quá. Thưa quý vị, thực ra chúng ta nên cẩn thận, chúng ta có thể người trước và người sau chúng ta nói là giữ gìn làm sao trái đất đừng ấm lên như vậy thì tất cả con cháu chúng ta sẽ bất hạnh. Thế quý vị, mà trước khi chuyển sang đây có cái tin vui tí xíu nữa, một giây nữa, có cậu bé đâu mà có 6 tuổi mà chơi 6 nhà cụ nè, 6 nhà cụ chơi viêu, chơi thôi kè nè, viêu lông nè, chơi guitar, đánh piano, tất cả mọi thứ hay, có 6 tuổi quá giỏi luôn, chắc là thiên tài thật sự, là một trong những cái thiên tài rồi, chứ còn 6 tuổi mà có thể chơi một loạt nhạc cụ đó thì không thể nào tưởng tượng nổi. Dạ, cảm ơn chú Trung Tức Tiến. Và tới đây thì chương trình Điểm Tin của ngày cuối tuần cũng đã chấm dứt. Phương Thảo và chú Trung Tức Tiến xin kính chúc cho quý khán giả có những ngày cuối tuần an lành. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại.